Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, bài học Kinh Thánh hôm nay với tựa đề Nguyên tắc lãnh đạo giúp cho mỗi người con Chúa nhận biết được những tiêu chí để trở thành những người phục sự Chúa có kết quả từ trong gia đình của mình cho đến các ban ngành và hội thánh. Bài học nêu trên phân đoạn Kinh Thánh trong Ngôn chương 14, câu 28 đến câu 35. Dân sự đông đảo, ấy là sự vinh hiển của vua, còn dân sự ít, ấy khiến cho quan tướng bị bại. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt. Kẻ hạ hiếp người nghèo khổ làm nhục đấng tạo hóa mình, còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài. Kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian ác mình, nhưng kẻ công bình vẫn có nơi nương cậy dầu trong khi chết. Sự khôn ngoan ở tại lòng người thông sáng, còn điều ở trong lòng kẻ ngu muội được lộ ra. Sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc. Vua làm ơn cho tôi tớ nào ăn ở khôn sáng, nhưng cơn thạnh nộ vua nổi nghịch cùng kẻ gây sự hổ thẹn. Câu gốc của bài học: sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc. Châm ngôn chương 14 câu 34. Câu hỏi suy gẫm: những nguyên tắc lãnh đạo nào thấy được trong các câu châm ngôn hôm nay? Những nguyên tắc này áp dụng cho ngày nay thế nào? Chúng ta cần hướng dẫn cho thế hệ con cháu điều gì để trở nên những người lãnh đạo hữu ích? Kính thưa quý vị, vua Salomon là vị vua được Đức Chúa Trời ban cho khôn ngoan không ai sánh bằng. Ông không những dạy con cách sống công chính theo tiêu chuẩn của Chúa, nhưng cũng dạy con những nguyên tắc để trở nên người lãnh đạo đẹp ý Chúa. Qua những câu châm ngôn hôm nay, bên cạnh sự kính sợ Chúa, câu 26-27, con cần phải học những nguyên tắc lãnh đạo. Thứ nhất, người lãnh đạo phải yêu dân, nhận biết tầm quan trọng của dân, câu 28. Dân số càng đông, đời sống càng thịnh vượng, thì danh tiếng, sự vinh hiển của con càng gia tăng, nhưng chính quyền suy yếu vì khi dân số giảm dần. Thứ hai, người lãnh đạo phải chậm giận, giữ lòng bình tĩnh, thanh thản, câu 29-30. Khi giận thì mất khôn, và mất khôn là nguyên nhân dẫn đến thất bại vì quyết định sai trật. Thứ ba, người lãnh đạo phải có lòng nhân từ, câu 31. Sự thương xót người bần cùng được so sánh với sự tôn trọng Đức Chúa Trời. Qua sự lãnh đạo của con, toàn dân nhận biết một Thiên Chúa nhân từ, yêu thương. Thứ tư, con phải bày tỏ sự khôn ngoan của người lãnh đạo qua các chính sách, sự phán xét công bình, thưởng phạt công minh, câu 32 đến câu 35. Người công chính cần được ban thưởng, người phạm tội phải chịu hình phạt, như vậy mới là một minh quân. Những nguyên tắc Chúa dạy cho người lãnh đạo luôn là những bài học vô giá qua mọi thời đại. Sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc. Câu 34. Không vì dân Israel là tuyển dân của Chúa mà Ngài thiên vị. Khi họ làm điều sai trái, tội lỗi, họ cũng bị đoán phạt như tất cả những dân tộc khác. Trước mặt đấng công bình, không ai có thể tránh khỏi hình phạt khi cứ sống trong tội lỗi, nghịch lại mạng lệnh của Chúa. Nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay. Đức Jehovah từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Thi Thiên 33 câu 12 và câu 13. Người lãnh đạo cần phải biết trên có trời, không thể một tay che trời. Mỗi chúng ta phải sống vâng phục
và làm vui lòng Đức Chúa Trời. Là người lãnh đạo, cách hành xử của chúng ta phải đem lại niềm vui, phước hạnh cho người mình chăm sóc. Là người làm cha mẹ, chúng ta không chỉ nuôi con, nhưng cũng phải dạy con tin kính Chúa và dạy con nguyên tắc lãnh đạo của Chúa để gây dựng gia đình vững mạnh, hội thánh phát triển và đất nước giàu mạnh. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì bài học về sự lãnh đạo vô giá Ngài đã dạy con. Cầu xin Chúa giúp con cháu con trở nên những người lãnh đạo khôn ngoan, chính trực để gây dựng gia đình, cộng đồng vững mạnh và làm sáng danh Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, sau khi học về những nguyên tắc lãnh đạo qua bài học hôm nay, có điều gì chúng ta cần thay đổi? Sống vâng phục Đức Chúa Trời đem lại phước hạnh, niềm vui gia đình. Dạy con nguyên tắc tâm linh, biết phục sự Chúa chánh minh trọn đời. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.